Nervous eyelash curling, the waistband of the itchy costume feels a bit too tight around your waist. You try to adjust it, but to no avail, so you collapse down on one of the tall stools. You are surrounded by the fifteen other girls in the dressing room, chattering obnoxiously away to each other, but you can barely hear them. You keep getting in your own head about the upcoming performance. You know you should be going over your lines or practicing your steps, but instead you are paralyzed in fear. One of the stagehands walks down to the dressing room, dressed in all black, she calls out to all of you, five minutes until curtain. Your heart starts beating quickly in your chest. Some of the other girls follow the stage hand down the hall to the auditorium door to sneak a peek at the crowd. Judging by their stifled gasps, the high school musical is more popular than one would think. You continue to get more nervous as your pulse quickens and your stomach twists into a huge pretzel knot. You can't help but imagine all the things that could go wrong. A tiny voice in the back of your head keeps pestering you. Reminding you of very rare scenarios that are almost impossible, but not quite. What if your costume falls down in front of the whole audience? What if your voice cracks? What if you feel like you might throw up? Someone must have noticed your paling face because one of the dressing room helpers heads over towards you. She has kind eyes that are creased a little bit from the huge smile plastered across her face. She gives off a very motherly vibe, and you immediately take a liking to her, even though she hasn't even spoken yet. As she walks over and begins talking, you are almost too nervous to concentrate on her words, but she seems like she is genuinely trying to help you out, so you focus very hard to listen to her. I'm Amy. She starts. Her voice is high pitched and as chipper as her demeanor. Is this your first musical? Uống mi thần kinh, phần cạp của trang phục ngứa có cảm giác hơi chật quanh eo của bạn. Bạn cố gắng điều chỉnh nó, nhưng vô ích, vì vậy bạn ngã quỵ xuống một trong những chiếc ghế đậu cao. Bạn đang bị vây quanh bởi 15 cô gái khác trong phòng thay đồ, nói chuyện phím với nhau một cách đáng ghét, nhưng bạn hầu như không thể nghe thấy họ. Bạn cứ nghĩ đến màn trình diễn sắp tới. Bạn biết bạn nên vượt qua ranh giới của mình hoặc thực hành các bước của bạn nhưng thay vào đó bạn bị tê liệt vì sợ hãi. Một trong những tay trên sân khấu bước xuống phòng thay đồ, mặc đồ đen, cô ấy gọi tất cả các bạn, 5 phút nữa là đến khi hạ màn. Tim bạn bắt đầu đập nhanh trong lòng ngực. Một số cô gái khác theo tay sân khấu đi xuống sảnh đến cửa kháng phòng để lén nhìn đám đông. Đánh giá bằng tiếng thở hỗn hển của họ, vở nhạc kịch cấp 3 nổi tiếng hơn người ta tưởng bạn tiếp tục lo lắng hơn khi mạch đập nhanh và dạ dày của bạn co thắt lại thành một nút bánh quy xoắn khổng lồ bạn không thể không tưởng tượng ra tất cả những điều có thể xảy ra sai lầm một giọng nói nhỏ ở phía sau đầu của bạn không ngừng quấy rầy bạn nhắc nhở bạn về những trường hợp rất hiếm gần như là không thể nhưng không phải là hoàn toàn điều gì sẽ xảy ra nếu trang phục của bạn rơi xuống trước toàn bộ khán giả điều gì sẽ xảy ra nếu giọng nói của bạn bị nứt điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cảm thấy như mình có thể phát điên chắc hẳn ai đó đã nhận ra khuôn mặt tái nhợt của bạn vì một trong những người giúp việc trong phòng thay đồ tiến về phía bạn cô ấy có đôi mắt nhân hậu hơi nhăn lại từ nụ cười rất tươi trên khuôn mặt cô ấy thể hiện một sự rung cảm rất giống mẹ và bạn ngay lập tức thích cô ấy ngay cả khi cô ấy thậm chí còn chưa nói khi cô ấy bước đến và bắt đầu nói bạn gần như quá lo lắng để tập trung vào lời nói của cô ấy nhưng cô ấy có vẻ như đang thực sự cố gắng giúp đỡ bạn, vì vậy bạn tập trung rất nhiều để lắng nghe cô ấy. "Tôi là Ami," cô ấy bắt đầu. Giọng của cô ấy cao và sang trọng như phong thái của cô ấy. "Đây có phải là vở nhạc kịch đầu tiên của bạn không?" cô ấy hỏi. Bạn xấu hổ gật đầu. "Tuyệt vời. Trung học là một thời điểm tuyệt vời để bắt đầu sân khấu." Trong đầu bạn thầm không đồng ý với cô ấy. Tất cả những người khác trong chương trình đã tự nhận mình là những đứa trẻ nhà hát kể từ khi họ 2 tuổi. Họ biết cảm giác như thế nào khi biểu diễn trước hàng tấn người lạ. Hoặc tệ hơn là những người bạn biết, trong khi bạn chưa bao giờ hát cho một đám đông lớn hơn khoảng 5 người và điều đó đã từng ở buổi diễn tập trang phục. Nhưng Ami tỏa ra một luồng khí khiến bạn muốn tin cô ấy, vì vậy bạn tiếp tục lắng nghe, "Tôi nghe nói bạn thực hành lời thoại của bạn trong buổi diễn tập trang phục, bạn có vẻ tuyệt vời." bạn không thể biết liệu cô ấy có thực sự muốn nói như vậy không hay cô ấy chỉ đang cố gắng ngăn bạn ném bánh quy của bạn ra khắp tấm thảm phòng nghệ thuật nó không thực sự quan trọng đối với bạn bạn vẫn chưa thể tháo gỡ nút thắt trong bụng mình bạn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt mà bạn hy vọng là đủ để thuyết phục cô ấy bỏ đi cô ấy có vẻ hài lòng với bản thân và quay trở lại với những người mẹ còn lại bạn cứ loay hoay với trang phục của mình thắt chặt dây đai rồi nới lỏng thoa xong môi sau đó lau sạch và thử lại. Như thể bạn có thể làm điều đó tốt hơn so với cách bạn vừa làm 3 giây trước đó, và làm công hàng mi mà bạn đã công 3 lần bằng dụng cụ uống mi bằng nhựa đau đớn đó chỉ làm đứt những sợi mi dài hơn. Bạn biết rõ lời thoại của mình, nhưng bạn vẫn cảm thấy như thể bạn có thể quên chúng bất cứ lúc nào mà không có lý do gì cả. Nếu chỉ chờ chương trình bắt đầu đã khó như vậy thì làm sao bạn có thể thực sự bước lên sân khấu và biểu diễn? Amy liên tục liếc nhìn bạn từ phía bên kia phòng, đưa ngón tay cái lên khích lệ bạn. Cô ấy đẹp hơn mẹ thực sự của bạn. Ôi chúa ơi! Bạn hoàn toàn quên. Mẹ của bạn sẽ có mặt trong buổi tiếp kiến tối nay. Bụng của bạn thực hiện động tác lộn ngược ba lần. Bạn đã không gặp cô ấy trong nhiều tháng. Bạn nghĩ rằng bạn có thể bị ống một lần nữa. Điều này làm cho hiệu suất quan trọng hơn gấp 10 lần bạn biết rằng bạn không nên lo lắng về việc gây ấn tượng với một người phụ nữ chưa bao giờ xuất hiện trong đời bạn nhưng bạn không thể không làm với chính mình tuyệt quá chỉ là một trọng lượng khác trên vai của bạn cho buổi biểu diễn tối nay bạn đứng lên để có cơ hội đạt đỉnh với khán giả từ hành lang bạn cẩn thận đặt một chân trước chân kia nghiên cứu những bức tranh của các học sinh khác treo trên tường sợ mình có thể gục ngã bất cứ lúc nào bạn bám chặt vào lan can của hành lang bạn đến cửa và mở nó ra một chút liếc nhìn vào ý tưởng tôi một khối u hình thành trong cổ họng của bạn khi bạn nhìn ra biển có cha mẹ phấn khích những đứa em nhỏ như kiến và tệ nhất là một số đứa trẻ mà bạn nhận ra từ hành lang xung quanh trường học ôi chúa ơi họ sẽ xem bạn hát solo và sau đó bạn sẽ phải xem họ trong suốt quãng đời trung học của mình bạn vội vàng quay trở lại phòng thay đồ và vùi mặt vào tay mình Cẩn thận để không làm lộn xộn đồ trang điểm trong cửa hàng đô la tồi tàn của bạn. Dù sao đi nữa, đó không phải là lỗi của bạn mà nó đã được áp dụng quá khủng khiếp, mẹ bạn rõ ràng đã không dạy bạn cách áp dụng nó, một phút nữa sẽ hạ màn, gọi tay giai đoạn tương tự như trước. Tất cả các cô gái đều hào hứng đứng trên. Nervous eyelash curling, the waistband of the itchy costume feels a bit too tight around your waist. You try to adjust it, but to no avail, so you collapse down on one of the tall stools. You are surrounded by the fifteen other girls in the dressing room, chattering obnoxiously away to each other, but you can barely hear them. You keep getting in your own head about the upcoming performance. You know you should be going over your lines or practicing your steps, but instead you are paralyzed in fear. One of the stagehands walks down to the dressing room, dressed in all black, she calls out to all of you. 5 minutes until curtain. Your heart starts beating quickly in your chest. Some of the other girls follow the stage hand down the hall to the auditorium door to sneak a peek at the crowd. Judging by their stifled gasps, the high school musical is more popular than one would think. You continue to get more nervous as your pulse quickens and your stomach twists into a huge pretzel knot. You can't help but imagine all the things that could go wrong. A tiny voice in the back of your head keeps pestering you. Reminding you of very rare scenarios that are almost impossible, but not quite. What if your costume falls down in front of the whole audience? What if your voice cracks? What if you feel like you might throw up? Someone must have noticed your paling face because one of the dressing room helpers heads over towards you. She has kind eyes that are creased a little bit from the huge smile plastered across her face. She gives off a very motherly vibe, and you immediately take a liking to her, even though she hasn't even spoken yet. As she walks over and begins talking, you are almost too nervous to concentrate on her words, but she seems like she is genuinely trying to help you out, so you focus very hard to listen to her. I'm Amy. She starts. Her voice is high pitched and as chipper as her demeanor. Is this your first musical?